Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát. Theo tử vi học phương Đông thì mỗi con giáp khi sinh ra đã được đặt trước số mệnh và vận mệnh cuộc đời. Có người sinh ra đã ngậm thìa vàng, sướng từ trong trứng, sinh ra đã để vượt qua vật vạch đích chẳng cần phải làm gì. Vừa ra đời đã thừa hưởng cả gia tài và thương nghiệp bạc tỷ cách sủ, tiêu mấy đời mấy kiếp vẫn không thể hết, và thế họ còn được quý nhân phù trợ đưa đường chỉ lối, dạy tất cả các bí quyết kiếm tiền, giữ tiền, đã giàu lại càng giàu, nhà đẹp, siêu xe, vợ đẹp, suốt ngày đi du lịch và ăn nhà hàng, đời sống sướng như tiên, tiền nhiều như núi. Nhưng cũng có người nghèo khổ từ trong trứng nước sinh ra, trong gia đình nghèo khó cơ cực, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, suốt đời lam lũ khổ sở, làm mãi cũng không thể ngóc đầu lên được. Đã thế thì quá nhiều vận đen, đó là những điều xui xẻo cứ đến triền miên trong cuộc đời của họ. Tiền bạc theo nhau đội nó ra đi, thậm chí họ còn nợ nần chồng chất, sống khổ hơn là chết. Cũng có cơ hội làm giàu nhiều, nhưng vì thời vận thay đổi, tiểu nhân hãm hại nên vỡ nợ mất hết, nghèo và bi thương mà kiếp người. Lại có người thì sướng trước khổ sau, lúc trẻ vinh quang giàu có, khi về già thì nghèo đói và nhục nhã. Nhưng đó không phải là những con giáp được nói đến trong video ngày hôm nay. Vậy, nam mạng tuổi Canh Thân sinh năm 1980 có phải là con giáp may mắn giang sang giàu phú quý hay không? Xin mời quý anh chị hãy cùng theo dõi chi tiết video ngày hôm nay. Về cuộc sống, theo luận đoán tử vi chọn đời của 12 con giáp, thì nam giới tuổi Canh Thân, sức khỏe tốt, cuộc đời tuy không sống trong tình trạng cao lắm, nhưng cũng có thể có nhiều may mắn về danh vọng cũng như tài lộc. Số sẽ được hưởng của cải hoặc tài lộc, trời ban. Nếu ăn ở ngay thẳng hiền hòa, cũng có ngày hưởng phú quý, hay là con cháu sau này cũng được nhiều phước lộc, làm ăn được tấn phát và thành công trên đường đời. Tuổi Canh Thân hưởng thọ trung bình từ 58 cho đến 66 tuổi là mức tối đa, nhưng nếu làm phước ăn ở hiền lành sẽ được gia tăng niên kỷ từ 5 năm, gian ác sẽ bị giảm kỷ. Để không bị tiểu nhân ám hại cản con đường công danh sự nghiệp tài lộc, những gia chủ tuổi Canh Thân nên mang bên mình pháp khí phong thủy, được coi là pháp khí hiệu quả nhất hiện nay, có tác dụng kích cho công danh tài lộc hiệu quả, giúp cho các gia chủ chớp thời cơ, nắm cơ hội thành công. Minh Quang Pháp Bảo là pháp khí của nhà Phật được ra đời trên nền tảng chất lọc những tinh hoa trường khí tốt, giúp vạn sự hanh thông tốt lành. Đồng thời, đây cũng là vật phẩm hỗ trợ kích đào hoa tình duyên tài lộc hiệu quả cho các gia chủ tuổi Canh Thân. Về tình duyên, theo chiêm tinh học và khoa huyền bí, thì tuổi Canh Thân về vấn đề tình duyên hạnh phúc sẽ diễn tiến như sau trong cuộc đời. Nếu bạn sinh vào các tháng này, cuộc đời phải 3 lần thay đổi về vấn đề tình duyên, đó là bạn sinh vào tháng 5, 7 và 11 âm lịch. Nếu bạn sinh vào những tháng này thì cuộc đời sẽ 2 lần thay đổi về vấn đề tình duyên, đó là sinh vào các tháng 1, 3, 4, 6, 8 và 12 âm lịch. Nếu bạn sinh vào những tháng này thì cần sẽ có hạnh phúc, đó là bạn sinh vào tháng 2, 9 và 11 âm lịch. Gia đạo công danh. Gia đạo thì thường hay xảy ra những thắc mắc và âm thầm ghen ghét với nhau. Nếu không sáng suốt mà giải quyết thì trong gia đình sẽ có lộn xộn, mãi cho đến khi bạn 50 tuổi, gia đạo mới được êm ấm. Công danh có lên cao nhưng sụp đổ mau lẹ, vấn đề công danh không quan trọng đối với bạn, tuy nhiên nhờ đó mà tạo lấy được sự nghiệp sau này. Sự nghiệp bắt đầu vững chắc ở lúc bạn 35 tuổi trở lên, tiền bạc bắt đầu dễ dàng và có nhiều kết quả tốt đẹp. Năm 45 tuổi, có một lần phát tài to nhưng lại có nhiều thất bại vào những năm khác. Lời khuyên cho các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh đó là nên chú ý đến sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của và những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời, để công việc thành công may mắn, kích công danh tài lộc tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Đây là vật phẩm nếu mang bên mình sẽ là vật phẩm hỗ trợ tốt cho sức khỏe gia chủ, là vật phẩm hộ thân tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Những tuổi hợp làm ăn. Sau đây là những tuổi hợp cho sự làm ăn của bạn trong gia dịch và tiền bạc, hùn hợp hay là cộng tác, hợp tác đều thu nhiều kết quả. Bạn nên chọn cho kỳ được tuổi này cho việc làm ăn thì có được kết quả tốt về tiền bạc, đó là các tuổi Nhâm Tuất, Mậu Thìn, Kỷ Mùi. 3 tuổi này sẽ có kết quả tốt về đường tài chính và không sợ thất bại trong mọi cuộc giao thương, giao dịch trong suốt cuộc đời. Lựa chọn vợ chồng. Tử vi cho rằng
trong việc lựa chọn vợ chồng thì bạn nên cẩn thận, vì theo chiêm tinh và tướng số, 2 tuổi vợ chồng có liên quan rất nhiều đến cuộc sống nghèo giàu. Các tuổi hợp cho làm ăn của bạn như là Nhâm Tuất, Mậu Thìn, Kỷ Mùi, những tuổi này rất hợp và có thể đẩy mạnh cuộc sống bạn lên đến sự giàu có phú quý. Công danh thì được lên cao mau nẹ, con cái đầy đủ và không bao giờ lâm vào cảnh nghèo khổ, bần hàn như mọi tuổi khác. Sau đây là những tuổi mà bạn kết duyên, chỉ có một cuộc sống trung bình mà thôi, vì những tuổi này chỉ hợp con đường tình duyên mà không hợp về công danh sự nghiệp, đó là các tuổi Tân Dậu, Đinh Mão. Những tuổi này thì bạn nên kết duyên chỉ có một cuộc sống trung bình mà thôi. Những tuổi sau đây, nếu bạn kết hôn thì rất khó làm ăn được dễ dàng, không thành công được trên con cuộc đời và sự nghiệp. Cuộc sống cứ mãi ở trong sự nghèo túng triền miên, đó là các tuổi Giáp Tý, Kỷ Tỵ, Mậu Ngọ, Đinh Tỵ. Những tuổi này nếu bạn kết duyên thì sẽ phải sống trong cảnh nghèo khổ, làm ăn cực nhọc suốt đời. Theo sự nghiên cứu về tướng số cho biết rằng, tuổi Canh Thân có những năm xung khắc với tuổi. Những năm này luận việc hôn nhân thì không thành và phải có nhiều khắt khe. Nếu tính việc hôn nhân trong những năm này thì sau đó phải chịu cảnh xa vắng liên tục. Đó là những năm mà bạn ở vào số tuổi 18, 20, 30, 32, 38 và 42 tuổi. Những năm này chỉ khác về việc hôn nhân, mọi việc khác vẫn làm được. Tuổi Canh Thân sinh vào những tháng này sẽ có nhiều vợ hay là đa đoan về thê thiếp. Đó là bạn sinh vào tháng 1, 3, 4, 10 và 12 âm lịch. Đó là những tháng bạn có số đào hoa, nếu sinh vào những tháng đó thì có thê thiếp hay là nhiều tình yêu. Những tuổi Đại Kỵ. Tuổi Canh Thân không nên làm ăn hay kết duyên hùn hợp với những tuổi này, cuộc đời có nhiều tai hại và có thể bị tuyệt mạng hay gặp cảnh biệt ly vào giữa cuộc đời. Đó là các tuổi Đại Khắc Kỵ đối với Canh Thân, như Canh Thân đồng tuổi, Quý Hợi, Nhâm Thân, Ất Hợi, Mậu Dần. Những tuổi này là những tuổi đại xung khắc với Canh Thân nên tránh đi là tốt. Gặp tuổi Kỵ về làm ăn thì không nên hợp tác về tiền bạc, tình duyên thì nên kỵ bỏ việc làm lễ thành hôn, kỵ ra mắt gia tộc, về gia đình con cái thì cúng sao dài hạn cho cả hai tuổi. Những diễn biến từng năm. Từ 27 cho đến 30 tuổi, năm 27 tuổi làm ăn được phấn chấn, tình cảm dồi dào, gia đạo yên vui, kỵ tháng 8 không nên đi xa. 28 tuổi có nhiều cơ hội thuận tiện về nghề nghiệp, nên đi xa vào năm này thì có nhiều thắng lợi về tiền bạc, nên đi vào những tháng hợp như đã ghi ở trên. Từ 31 cho đến 35 tuổi, 31 tuổi, năm xui, tránh miệng tị phi, coi chừng đau bệnh, 32 tuổi kỵ mùa hạ, kỵ lửa, 33 tuổi coi chừng có thể bị lừa gạt hay là bị mất của trong năm này, 34 tuổi dịp may bắt đầu đến có thể khởi sự làm ăn lớn, 35 tuổi một năm có nhiều thành công về tất cả mọi phương diện. Từ 36 cho đến 40 tuổi, năm 36 tuổi bạn sẽ một tiến suất lớn về vấn đề tình cảm, kỵ mùa xuân. Tháng 9 thì năm 37 tuổi, bạn hãy đề phòng coi chừng bị tai nạn. Tháng riêng năm 38 tuổi, bạn có một tin vui bất ngờ về tiền bạc. Năm 39 tuổi thì bạn có dịp may đi xa và có nhiều cơ hội tiến thân. Năm 40 tuổi, nghề nghiệp và công danh của bạn cùng phát triển mạnh một lượt trong năm này. Từ 41 cho đến 45 tuổi, 2 năm 42 và 43 tuổi thì liên tiếp gặp nhiều dịp may bất ngờ về mọi mặt. Năm 43 tuổi đề phòng tháng 6 có đau bệnh, năm 44 tuổi có con cái đỗ đạt, năm 45 tuổi có thể mua được một căn nhà lớn hay là một tư sản kha khá trong năm này. Từ 46 cho đến 50 tuổi, 46 tuổi đại kỵ tháng 10 coi chừng hỏa hoạn, tháng 4 của năm 47 tuổi sẽ có dịp gặp lại một người thân từ lâu đã bặt tin tức, coi chừng đau bệnh vào lúc cuối năm. Giữa năm 48 tuổi thì bạn sẽ bị hao tài bất ngờ, nhưng nhờ vậy bạn mới có thể thoát được một tai nạn lớn hoặc một căn bệnh hiểm nghèo. 49 tuổi, năm này có bệnh tật vào tháng 5 và tháng 6 nên tránh đi xa vào tháng 8 và tháng 11, thất lợi. 50 tuổi, có thể dồn hết khả năng trong năm này để làm ăn, gặp nhiều may mắn trên con đường sự nghiệp cuộc đời. Từ 51 cho đến 55 tuổi, 51 đến 55 tuổi thì có nhiều điều tốt về con cái, nghề nghiệp phát triển tầm thường, có tài lộc vào năm 51 và 53. 54 tuổi kỵ tháng 9 đề phòng tai nạn. Từ 56 cho đến 60 tuổi, khoảng thời gian này không có gì sôi động với cuộc đời, công việc làm ăn gia đạo tầm thường, có đau bệnh vào năm 56 tuổi, 57 tuổi tạm yên ổn, 58 tuổi không được tốt, có hao tài, 59 tuổi khá đẹp với con cái, bản thân có yên ổn.
Luận tử vi tuổi canh thân, nam mạng theo từng tháng sinh. Người tuổi canh thân sinh vào tháng giêng tiết đầu xuân có tài của kẻ đại tướng, song không có đất dụng võ, sinh không gặp thời. Tuy có chí khí nhưng khó thành công, ít người giúp đỡ, thân quen khó cậy nhờ, tay trắng thành ra mọi việc khó khăn. Tử vi của tuổi canh thân sinh vào tháng 2. Tiết kinh chậm, rồng bay lên trời, gặp được đại nhân, con đường tài lộc hanh thông, có cơ hội xuất đầu lộ diện, khả năng thành công, hoàn thành nghiệp lớn, địa vị quyền uy, khiến cho người ta ngưỡng mộ, có thể đội trời, uy chấn thiên hạ. Tuổi canh thân sinh vào tháng 3, tiết thanh minh, thanh tú, thông minh, mẫn cảm, có tài năng, công danh lợi lộc, vinh hoa tôn quý, có chí lớn, lập đại công, anh hùng hào kiệt, được mọi người tin tưởng, ý chí sắc bén, bất khuất, ngoan cường, luôn dẫn đầu bảng vàng độc chiếm, tôn quý hơn người. Tuổi canh thân sinh vào tháng 4, tiết lập hạ, thế như trẻ tre, một bước tiến sang ngàn dặm, lạ kỳ tài, vá trời lấp biển, bình định thiên hạ, đánh đông dẹp tây, tùy phòng lẫm liệt, nã yêu chóc quái, trừ dẹp loạn, danh lợi vẹn toàn, gia thế hùng mạnh, tinh lực tràn trề, hưởng lộc trời ban, danh vọng vời vợi, đủ cả trí mưu quyền lực. Tuổi canh thân sinh vào tháng 5, tiết mang chủng thì giao long xuống biển, đang vào thời hoạt động có đất dụng võ, vẻ đẹp trời ban, quyền thế thống lĩnh mọi người, tính tình cương trực nóng nảy, trừ bỏ mọi hoạn nạn khó khăn, danh thơm nước tiếng. Tuổi canh thân sinh vào tháng 6, tiết tiểu thử, thời tiết nóng nực, nguồn nước không đủ, lý tưởng không thành, bệnh tật suy nhược, khó khăn vất vả, vạn sự không thuận, tiến thoái lưỡng nan, khó được giàu sang, tuy có tài nhưng không sinh gặp thời, tinh thần dao động. Tuổi canh thân sinh vào tháng 7, tiết lập thu, mưa thu rầm rề, sức lực dồi dào, đến đâu cũng thuận, hóa rồng bay lên, mọi chuyện thành công, phúc lộc lâu dài, danh vọng kiêm toàn, trí tuệ hơn người, có tài sáng tạo, đảm lược tài trí, thông minh, nghệ thuật, tiến thoái như ý, công lợi hiển đạt. Tuổi canh thân sinh vào tháng 8, tiết bạch lộ, hùng tài nhân kiệt, phong lưu nho nhã, vân du tứ hải, thích kết giao bạn bè, chí khí đội trời đạp đất, công danh in lầu phượng, danh vọng lưu gác tía, đệ nhất liền mấy khoa thi, nhất cử thành danh, mọi chuyện thuận lợi, hưởng hạnh phúc tự nhiên, có khả năng cập quyền lãnh đạo. Người tuổi canh thân sinh vào tháng 9, tiết hàn lộ, tính tình ôn thuận, bình an vui vẻ, mưu sự như ý, hiền lành đôn hậu, song không chịu để ai ức hiếp, thỉnh thoảng cũng nổi nóng cố chấp, phú quý vinh hoa, trừ bạo an dân, thăng tiến thuận lợi, không uổng chi khí một đời. Tuổi canh thân sinh vào tháng 10, tiết lập đông thì thuần nhu nhược, có chí lớn tài năng, song không đủ sức, không muốn phát triển tiền đồ, gặp sự chuyển sợ khó, mưu không thành, an hưởng một đời bình yên phẳng lặng. Tuổi canh thân sinh vào tháng 11, tiết đại tuyết, rồng khó bay lên, bốn phương tuyệt đường, trời lạnh tuyết dày, ao hồ sông biển đều phủ kín băng, có sức nhưng khó hành sự, tuy có chí khí nhưng không thành công, gặp chuyện thì do dự, thiếu quyết đoán, khó tránh phải vất vả. Người tuổi canh thân sinh vào tháng 12, tiết tiểu hàn, sinh không gặp thời, danh vọng chí cao, trung tâm trừ gian, song không có đất dụng võ, vì là cuối năm trời rét, toàn thân giá buốt, mây mù đầy trời, băng phủ nơi nơi, vất vả lao đao. Những gia chủ tuổi canh theo từng tháng sinh sẽ có vận mệnh khác nhau. Có những người sinh vào tháng đẹp thì vận mệnh cuộc đời vui vẻ, suôn sẻ, dễ được quý nhân phù trợ. Và ngược lại, những gia chủ tuổi canh thân sinh vào tháng không tốt thì cuộc sống sẽ gặp nhiều vận hạn, kém may mắn. Chính vì thế mà những gia chủ tuổi canh thân cần luôn tỉnh táo cảnh giác để vạn sự như ý, thành công phú quý, đầy nhà, bản mệnh nên mang bên mình vật phẩm phong thủy bát bảo tâm kinh. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Rất cảm ơn quý anh chị trong thời gian vừa qua đã tin tưởng và đồng hành cùng với Phong Thủy Gia Cát. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng hoặc tử vi của 12 con giáp, quý anh chị hãy liên hệ ngay đến số hotline của chúng tôi. Đội ngũ trợ lý của thầy Gia Cát sẽ hỗ trợ tư vấn cho quý anh chị nhanh nhất. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chúc các anh chị luôn thành công thuận lợi trong cuộc sống.